quê hương bác xứ sen vàng tiên sông qua cuộc sống con người từ các chủ nhân ông thời khoan ái đã dệt nên một khí phách chí khí hồng lam hồng lam mang trên mình những thành và lũy dấu vết thăng trầm qua lịch sử dân tộc biểu tượng của khát vọng tự do đã bao lần đá và nước ở đây đã thành vũ khí cùng người dân xứ nghệ chống quân xâm lược mở những trận tấn công vùi dập cái ngông cuồng của quân thù Hồng Lam cũng là địa danh đã đào luyện biết bao lớp sĩ phu xưa nay, học không biết mỏi để nắm lấy đạo lý làm người, chẳng mấy ham làm quan. Trong Nam, ngoài Bắc, lớp đồ nghệ thể hiện một lối sống khí khái trượng phu, trọng nghĩa kinh tài của như lời su của mẹ từ thùa còn nạp nôi. Làm người đói sạch sách thơm, công danh phủi nhẹ, nước non phải đền. Có sự thái quá những cụm từ bày choa bọn mình cũng là một cách thể hiện sự khẳng định tính cách hồng lam đã ổn định hoàn toàn tự nhiên phần nào là tự hào trong mỗi lòng họ ở mỗi gia đình là tâm hồn con người sống với núi hồng sông lam gia phả hậu nguyễn sinh ở làng sen ghi cách đây bốn trăm năm với ông nguyễn bá phủ là người khởi dựng dòng họ việc đổi chữ lót nguyễn sinh thay cho nguyễn bá diễn ra từ thế hệ thứ tư cũng là thời kỳ xuất hiện nhiều người đỗ đạt trong dòng họ đến đời ông nguyễn sinh nhậm ông nội bác hồ gia cảnh vào loại khá già ông lấy bà vợ đầu sinh được người con trai thì bà mất ông ở vậy nuôi con đến tuổi thành niên lo vợ cho con xong ông mới lấy vợ kế đó là bà hà thị hy và sinh con trai đặt tên là nguyễn sinh sắc được ba tuổi thì bà hy mất một năm sau ông nhậm cũng qua đời mồ côi cả cha lẫn mẹ, sinh sắc tới sống với người anh cùng cha các mẹ là Nguyễn Sinh Trợ. Đang lúc cả nhà xa suốt, sinh sắc phải đi giữ châu kiếm sống. Cậu bé chỉ ấm ức, không được cùng bọn bạn trong làng tới trường học, không nhịn được lòng ham muốn. Nhiều lần cậu đã buộc châu học lén. Sẵn tư chất minh mẫn, nghe lén, học lọm mà học cũng ra trò. Càng biết ra, cậu càng ham học. Lưng châu đã thành là chiến trường cậu mê mải sách, quên cả việc đưa châu đi ăn. Cả làng, ai cũng quý cậu bé ham học. Ông đồ Hoàng Đường, từ làng bên, tức Hoàng Trù, thường ghé Nam Liên thăm bạn, vốn học cùng khóa. Bao lần bắt gặp sinh sắc, học trên lưng châu, ông cũng nghe bao nhiêu lời khen cậu bé thông minh và mê học. Tết Nhâm mươi 1878, làng Nam Liên mở hội xuân rất sôi nổi. Tiếng chống thúc, tiếng loa kêu, dâm gian náo động lòng người. Trai gái, trẻ già khắp mấy làng đều háo hức tụ hội vui xuân. Trên đường đi sự hội, ông Hoàng Đường lại gặp cậu bé bình thản ngồi lưng châu đọc sách. Tình huống đã thúc đẩy thầy đồ đến gặp Nguyễn Sinh, chợ xin đưa sinh sắc về nuôi cho cậu bé ăn học hành hoi. Chỉ hai năm sau, ông Hoàng Đường cảm thấy học vấn của cậu học sinh đặc biệt này chẳng thua kém gì mình mấy. Ông liền gửi sinh sắc đi xa 30 km tới học ông đồ giỏi nhất vùng đó là thầy đồ Nguyễn Thức Tự, vừa nổi tiếng hay chữ lại được tôn trọng là nhà yêu nước nhiệt thành. Như được chấp cánh, ba năm sau, sinh sắc được gọi là thần đồng, một trong hai thần đồng về văn tài trong xứ. Sinh sắc đến tuổi thành niên, ông Hoàng Đường tính chuyện gả con gái đầu lòng là Hoàng Thị Loan cho cậu. Cô gái cũng như ông bố, quý mến cậu con trai có tài, có trí lại có đức. Xong sự việc không suôn sẻ ngay vì bà mẹ là bà Hoàng Thị Kép cũng như phía họ hàng, không gạt bỏ được ấn tượng cậu là đứa trẻ mồ côi đi ở đợ. Này để sánh duyên với con gái thầy đồ họ Hoàng thì con gì là muôn đăng hộ đối. Phải qua thời gian để minh định và cũng là thời gian để thuyết phục cho lẽ phải thắng thế. Năm 1883, tức là hai năm sau, ông bà họ Hoàng đã đứng ra tổ chức lễ cưới và dựng cho đôi vợ chồng trẻ chỗ ở riêng ngay trong vườn nhà. Đó là căn nhà tranh ba gian ở làng Hoàng Chủ quê ngoại. 1884, họ sinh con gái đầu lòng đặt tên là Nguyễn Thị Thanh. Sau này, trong hoạt động chống Pháp, đội ngũ gọi bà là Bạch Linh Cô. 1888, người con thứ hai ra đời mang tên là Nguyễn Sinh Khiêm, sau đổi là Nguyễn Tất Đạt, cũng là một chiến sĩ yêu nước bị chính quyền thực dân và Nam Triều hết phát vãng đến quản thúc. 1890, Nguyễn Sinh Cung chào đời. Đó là Nguyễn Tất Thành, là Nguyễn Ái Quốc, là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Sống trong cảnh túng thiếu, nhìn vợ tất bật với cảnh nhà. Nhiều lúc, Nguyễn Sinh Sắc muốn lui về cày ruộng, tính chung sức cùng vợ nuôi con. Xong chẳng một ai ưng thuận, cả họ hàng nội ngoại nhà bà Hoàng Thị Loan uy thác ông phải đeo đuổi học tập. Đến năm 1894, ông đậu cử nhân trong khoa thi Hương Giáp Ngọ. Ông chỉ ân hận là đã không đỗ đạt sớm hơn kịp báo khiếu công ơn cụ Hoàng Đường nuôi dạy từ tuổi lên năm. Cụ đã mất ngày 7 tháng 4 năm Quý Tỵ 1893. Bây giờ thi đỗ, niềm vui cũng không trọn vẹn. Sau buổi ra mắt quan Tổng đốc An Tịnh, ông đã tránh không dự buổi tiệc thịnh soạn, đàn ca thâu đêm do quan khao các vị tân khoa. Ông lui về nghỉ đêm tại nhà người bà con cụ Hoàng Đường sống tại tỉnh lỵ. Sáng hôm sau, ông tân khoa chúng ta cấp mũ áo cử nhân, chương ô quốc bộ về quê. Không khoa trương danh vị, cũng không tổ chức hội mừng. Ông chỉ làm lễ bái ít nhà thờ, nhà thánh, làm bà mẹ vợ bán tín bán nghi về chuyện ông thi đỗ. Hàng xã thì tấm tắc khen, ông cử tài cao mà khiêm tốn giản dị. Năm 1895, ông vào Huế thi hội không đậu. Để tiếp tục học ở quốc tử giám, ông bàn với bà Hoàng Thị Loan, thu xếp cục vào, bà đã vui vẻ cười con gái đầu lòng ở lại với bà ngoại hoàng thị kép đưa hai con trai theo chồng vào huế tại đây gia đình ông cử nhân nghèo xứ nghệ sống quá túng thiếu hết buổi đi học ông lại cấp ô đi kèm cặp con cái nhà khá giả bà biệt mài với cái khung cười lấy công làm lãi nuôi chồng con như bao nhiêu ông đồ nghệ khác họ phải chịu đựng với cảnh nghèo nay lưng ra lao động ngày đêm để giữ lấy nếp thanh khiết nho nhã Cuộc sống chạy bữa nhanh chóng làm bà Hoàng Thị Loan kiệt sức. Sau khi sinh con thứ tư, bà đau ốm liên miên. Lại là thời kỳ ông sinh sắc mang sinh kim đi chấm thi ở trường thi Thanh Hóa rồi ghé về quê lo phần mộ cho bố mẹ. Bước sang tuổi 33, bà Loan đã từ xã cõi đời. Tháng 2 năm 1901, bà con láng giềng ở thành nội đã mai táng bà ở trên núi Ba Tầng thuộc dãy Ngự Bình còn lại sinh cung, lo bế ấm em trai và được bà con thương nuôi. Giữa Tết Tân Sửu 1901, đang ở Hoàng Chủ, nhận được tin ông sắc vô cùng đau đớn, vội vàng một mình vào Huế. Ông đưa các con về gửi nhờ bên ngoại nuôi giúp, còn mình vội vàng trở lại Huế cho kịp kỳ thi hội khoa Tân Sửu 1901. Khoa này, ông chúng phó bảng. Kể từ khoa Tân Sửu, người đậu phó bảng bắt đầu được hưởng hai đặc ân của chiến bảng được vua ban cờ biển và cho vinh quy bái tổ. Trong lễ sướng sanh, ông Nguyễn Sinh Sắc được vua Thành Thái tặng biển, ân tứ ninh gia, ân ban cho gia đình tốt và cấp phương tiện đưa về đến tỉnh lỵ An Tịnh, Vinh. Tổng đốc An Tịnh lúc đó là Đào Tấn đã sức lý trường các làng thuộc xã Trung Cự đưa võng lọng cờ chống lên rước ông phó bàn. Đây là vinh sự cực kỳ lớn với nho sinh thành đạt trong thiên hạ ai không ham nhưng ông xinh xác như ngày nào đậu cử nhân sau buổi lễ ra mắt tổng đốc địa hạt ông lại tự đi bộ về làng về cách hoàng trù 4 km gặp dân xã đang náo nức kéo nhau đi rước ông về mọi người vội chống xong cờ mờ răng võng mời ông nằm lên cho làng rước ông từ tốn thưa thưa bà con tôi chưa làm được gì cho làng cả sao dám phiền bà con đón rước dù bà con năn nỉ ông một mực từ chối Cuối cùng, cả đoàn cùng đi bộ theo ông Phó Bàng trở về làng. Ông ghé về quê ngoại làm lễ tạ ơn rồi mới sang chào làng. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Liên có người đổ đại khoa. Tục lệ ngày đó đã đổ đại khoa mà đi ở rể là không được. Dân làng mới cắt một miếng đất công 5 xào trung bộ, dựng hàng rào và chiếc tiền công của làng mua một ngôi nhà tranh bên Xuân La. Dân làng sang Kim về làm chỗ ở cho ông Phó Bàng bố con ông quay về quê nội sống trong căn nhà lá đón. Ngôi nhà này không còn được đến ngày độc lập. Ngôi nhà hiện nay cũng như ngôi nhà bên ngoài, chính quyền địa phương mới dựng lại theo khuôn mẫu ngôi nhà xưa. Hôm bác về thăm quê, bác đã ghé lại đây, quan sát, bác bảo. Lối đi ngày trước ở đường này kia, xưa cha tôi trồng một bên là hàng cây mạn hào, một bên là hàng cây dâm bụt. Lối đi hiện nay đã chỉnh lại theo sự hướng dẫn của bác đưa du khách vào căn nhà phục chế được sắp xếp như xưa. Gian đầu có bàn thờ với lá cờ của dân làng tặng để bốn chữ Phó Bản Phát qua. Sau khi cụ xin sắc qua đời, dòng họ Nguyễn Sinh đưa lá cờ này vào nhà thờ họ. Năm 1957, về thăm quê, ké vui nhà thờ, bác vui mừng nói, lá cờ làng tặng cha tôi vẫn còn, các ông giữ tài thật. Bác vào gian cuối gần bếp ở đây đặt bộ ván bốn tấm chiếc bàn con kê sát cửa sổ và chiếc võng đây đã cũ treo chéo hai cột cái sập đựng lúa và tủ chè kê sát vách cái giá để đèn đĩa treo ở cột gần đó là cái án thư bằng tre nhìn bộ ván bác bảo so với trước có cửa ngắn đi rồi hai lần về thăm lần nào bác cũng lẳng lặng đi lên đi xuống ba gian nhà lá Quá khứ, những kỷ niệm thân thương đang làm bác buồn chồn. Những người có mặt lúc đó cũng lây tâm trạng của bác. Kỳ vật như thiêng liêng hơn, tất cả không còn là tre, là gỗ, là vật dụng mà là bóng dáng của cả một gia đình nghèo, khó nhưng giàu lương chi. Mọi cái thấm đượm những tâm hồn, những tình cảm gắn bó ruột thịt với bác làm xúc động lòng người. Bác đó, ông già giản dị như mọi người già, thân thương như mọi bậc ông, bậc cha ngồi sổ ngay bệ khiên nhà chuyện trò việc làng việc nước những mối quan tâm của mọi gia đình ông chủ tịch đảng vị chủ tịch nước đã hóa thân thành một người làng thân thiết của cả già trẻ cái trai bác đó đang nhắc lại từng kỷ niệm thời thơ ấu với bạn bè ngồi quanh từng đi câu cá từng đuổi nhau trong buổi thả diều đánh trận già hơn năm mươi năm về trước bác đó niềm tin lòng hy vọng của mỗi người của mọi người, của bạn bè gần xa, bằng giọng làng sen thân thuộc, bác nói. Tôi xa quê hương, xa các cụ, các mẹ, các chú như vậy là đã 53 năm. Thường tình, đi xa như vậy, khi trở về, người ta hay mừng mừng tuổi tùi Xin tôi, thì tôi không tuổi mà chỉ mừng. Vì khi tôi ra đi, nước ta đang bị thực dân cai trị, đồng bào ta đều là những người nô lệ. Nay tôi trở về, thì đồng bào đã là những công dân tự do, làm chủ nước nhà. Quê hương nghĩa nặng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Bác ra đời ở làng Hoàng Chù, lên năm tuổi đã phải theo bố mẹ cùng anh trai vào Huế. Đến ngày mẹ qua đời, bác lại theo cha, trở về quê và qua tuổi thiếu niên tại đây. Ông Sắc, sau khi đỗ phó bảng đã lấy cớ chữa bệnh, nấn ná lại quê được 5 năm. Ông rất quan tâm đến việc học của con cái, ông cho con trai tới học với cử nhân Vương Thúc Quý là con ông Tú Tài Vương Thúc Mậu, lãnh tụ Cần Vương chống Pháp ở núi Trung. Ông còn viết lên xà nhà mấy chữ Vật sĩ quan gia Vi ngô phong dạng Đừng lấy phong cách nhà quan Làm phong cách nhà mình Để san dạy con Là một nhà đại khoa Nhưng làm quan Với ông là đem thân làm nô lệ Còn được lưu lại quê Ông xin xác không để lỡ dịp ông đi võ liệt theo lời mời của nhân dân trên đó lên mở trường dạy học và ông luôn nhắc việc học là cần để hiểu đạo lý làm người không nên làm quan vì làm quan là áp bức đè nén dân rồi ông chuyển sang dạy ở đức thọ hà tĩnh cũng là dịp để ông đi gặp các nhân sĩ yêu nước đến làng đông thái quê hương của cụ phan đình phùng ông ra tận diễn châu thăm tán tương quân vụ trong cuộc khởi nghĩa của cụ nghè nguyễn xuân ôn đi yên thành quỳnh lưu và ra tận thái bình tiếp xúc với sĩ phu bắc hà ông sắc là bạn thân của ông phan bội châu cùng là sĩ phu yêu nước chống pháp nhưng ông sắc không ưởng hưởng ứng phong trào đông du của ông phan bội châu trong gia đình nguyễn sinh cung là người được bố đặt nhiều hy vọng nên khi đi đây đi đó bố thường cho cậu đi cùng nhờ vậy cậu có mặt trong các cuộc đàm đạo của bố, mọi lời nói, việc làm, cử chỉ đều tác động mạnh tới cậu. Bà Anna Luisa Strom có kể lại, trong một lần gặp bác Hồ, bác có kể với bà, hồi ấy các cụ nhà nho yêu nước, trong đó có thân sinh tôi, thường hỏi nhau, ai cứu nước ta bây giờ? Có người nói Nhật, có người nói Anh, có người nói Mỹ, khi đó Nhật là nước mạnh ở châu Á, còn Anh, Mỹ đều là cách mạng dân quyền. Còn tôi... Những chuyến đi đây, đó và những cuộc gặp gỡ mà ông phó bảng thừa mang viễn sinh cung đi theo đã đưa cậu vào thời cuộc. Tuổi 14, 15 của cậu còn chứng kiến cảnh sống đầy đọa của nhân dân. Mạng con người bị bọn thống trị coi như sâu bọ, phu phen tạp dịch, tàn phá từng gia đình, từng làng xóm, chưa hề thấy, xeo tan tóc, ly tán khắp nơi, ảnh hưởng tư tưởng của cha, kết hợp sự nhạy cảm chính trị của bản thân, Nguyễn Xuân Cung đã từ chối con đường Đông Du ngay khi cụ Phan Bộ Châu muốn đưa cậu sang Nhật Bản hồi tháng 7 năm 1905. Khi nghe bọn thực dân Pháp làm dùm bên về ba mục tiêu của cuộc cách mạng tư sản Pháp, tự do, bình đẳng, bác ái, cậu suy nghĩ nhiều và muốn biết rõ bản chất vấn đề. Những điều cậu thấy bọn thực dân đang làm hàng ngày thì hoàn toàn ngược lại điều chúng nói sự mâu thuẫn đó thôi thúc cậu muốn tiếp xúc với nền văn minh Pháp để khám phá ra sự thật. Trên tạp chí Ngọn Lửa Nhỏ, Liên Xô Cũ, số 39, ngày 23 tháng 12 năm 1923, ông Oman Siam trong bài báo đến thăm chiến sĩ quốc tế Cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã ghi lại lời Nguyễn Ái Quốc nói với ông như sau. Vào trạc tuổi 13, lần đầu tiên tôi được nghe những từ Pháp, tự do, bình đẳng, bác ái. Thế là tôi muốn làm quen với văn minh Pháp tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ ấy. Một làng quê như mọi làng quê đất Lam Hồng, không khang trang, không chủ phú, di tích Kim Liên gắn chặt với đời thường dân làng Kim Liên. Từ con đường vào nhà bốn mùa điểm hoa dâm bụt như chào mừng khách thập phương quá bộ, cây ổi cao hơn hai thước sẽ ba, xà xuống sân nhà chan hòa cùng bưởi, thanh trà như trang trí cảnh đón khách, mấy khóm huệ, vài khóm cúc lay ơn đung đưa trước gió tỏa hương sắc phía sau là hàng cau thon thả chương tán lá tròn xoe dựng dễ tàn tươi xanh từ khóm tre khóm si quanh vườn rộn ràng tiếng hót của chào mào vành khuyên chích chòe lại tiếng gà mẹ tục tục gọi con tiếng thập thình chảy xã gạo và những mái rơm nhà những sợi khói lam mạch mai khung cảnh bao quanh ngôi nhà bảo tàng kim liên như vậy đấy thật là đặc biệt một nhà sử học người anh đã thú vị ghi lại đến kim liên tôi càng thấy lạ hơn tôi chưa từng thấy một nhà bảo tàng nào lại được nghe tiếng gà gáy tiếng chim ca được thấy trẻ em đi học chật đường ông mệnh danh đây là loại bảo tàng mới bảo tàng mở với đời sống khác với khái niệm bảo tàng xưa nay là di tích dư âm của đời sống đã trôi qua được giữ lại bảo tàng kim liên chan hòa với hiện tại không cách biệt với cuộc sống đang diễn ra hàng giờ cũng như ngọn cờ chủ tịch hồ chí minh đang dẫn dắt đời sống của dân tộc việt nam tôi chỉ có một ham muốn ham muốn tột bậc là làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập dân tộc ta hoàn toàn tự do đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành lời chủ tịch hồ chí minh hoài bão của bác đích thực là hoài bão của mỗi người dân của mỗi con người việt nam bình thường cụm di tích Kim Liên hiện nay mở rộng đến ngọn Đông Thanh trên núi Đại Huệ ở độ cao 100 mét. Năm 1983, khu mộ bà Hoàng Thị Loan đã được xây khang trang ở đó. Như ta đã biết, bà mất năm 1901 tại Quế, thi hài được táng ở chân núi Ba Tầng, thuộc xã Ngự Bình, bên dòng sông Hương. Năm 1922, cô Nguyễn Thị Thanh, con gái của bà, một chiến sĩ yêu nước chống thực dân Pháp bị cầm tù ở Quảng Ngãi, được đưa ra an trí ở Quế. Đến ngày được thả, cô đã tìm cách đưa hài cốt của mẹ về quê yên nghỉ ngay trong khu vườn nhà. Đến năm 1942, cậu em trai là Nguyễn Sinh Khiêm sau khi thoát khỏi nhà tù thử sân, trở về quê đã đi tìm nơi cát táng cho mẹ, đó là vị trí hiện nay. Từ Động Thanh nhìn về phía Nam là cả dãy thiên nhẫn ngàn đỉnh trùng trùng. Ở đó còn dấu thích thành lục tin do Lê Lợi dựng năm 1424 trong công cuộc đuổi quân minh xâm lược có miếu thờ La Sơn Phu Tử, Nguyễn Thíp đệ nhất danh sĩ, thời Tây Sơn ở núi Bùi Phong. Phía bên này sông Lam là núi Dũng Quyết, một tiền đồn của quân nhà Trịnh, có thành Phượng Hoàng mà nhà phu Quang Trung tính lập đô và có tên gọi Phượng Hoàng Trung Đô. Nhìn về phía Tây là núi Đụn, Hùng Sơn, như bức bình phong án ngữ còn dấu tích thành vạn ao do Mai Túc Loan xây cất từ 722 chúng quân xâm lược nhà đường nhìn về phía tây bắc là bạt ngàn dãy núi Đại Vạc, Đại Huệ, nơi có thành quét Hồ Quý Liên và Hồ Bán Thương chống quân xâm lược phương Bắc. Xa xa phía đông nam là núi Lam Thành, nơi Nguyễn Biểu, một danh thần hậu trần đã chứng minh khí phách dân nam trước tướng xâm lược phương Bắc. Gần hơn là dãy độc lôi Đại Hải, ở đó có một tù quan trung Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ vốn dòng dõi họ hồ, khi vào Nam chiêu tập binh sĩ khởi nghĩa cứu nước, đồ thành họ nguyễn còn bác hồ từ dòng họ nguyễn khi về nước giải phóng dân tộc lại lấy họ hồ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một sự chọn lựa của bác dù sao thì việc hoán vị ấy cũng vô cùng ý vị ngày ông phó bảng nguyễn sinh xác cùng hai con trai đi huế nhân dân làng sen làng chùa và cả xã Chung cự nói với nhau người ta đi làm quan là để vinh thân còn ông bảng đi làm quan là để che thân ngày 1 tháng 7 năm 1909, từ biệt hộ bộ lễ, triều đình đưa ông đi làm chi huyện Bình Khê, miền Tây Bình Định. Nhưng chỉ ít lâu sau, ông trả ấn tử quan. Ông lang bà sống trong nhân dân, dạy học và bốc thuốc, suốt các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận rồi lên Lộc Ninh, trở xuống Sài Gòn, sau đó về Sa Đéc. Ở đâu, ông cũng được bà con yêu quý về đức độ và tài năng, về lòng yêu nước nhiệt thành. Năm 1929, ông lâm bệnh và mất ở Cao Lãnh. Nhân dân xã Hòa An, thị trấn Cao Lãnh đã cử hành trọng thể lễ an táng và suốt cả 30 năm kháng chiến vừa qua đã cùng nhân dân cả nước quyết liệt đấu tranh và kéo léo bảo vệ mộ cụ cho đến ngày thống nhất đất nước. Ngôi làng xây năm 1977 là một di tích lịch sử, ngày ngày đều có hoa tươi của khách thập phương đến thăm viếng. Tại Nghệ An, thể theo nguyện vọng và tình cảm thiêng liêng của đồng bào cả nước, ngày 5 tháng 7 năm 1983, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định xây dựng khu mộ bà Hoàng Thị Loan như hiện nay. Mộ phần bà Hoàng Thị Loan được giữ nguyên tại chỗ. Quanh mộ ốp những phiến đá hoa cương do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lan Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng cùng những phiến đá cẩm thạch của mỏ đá quý, quỷ hợp, quê hương, trên mộ phủ kín bằng đá tự nhiên của núi Đại Huệ và một sàn hoa tươi do bốn cụm hoa giấy mà các tỉnh Bình Trị Thiên, và đồng tháp đem tới trồng trong dịp khánh thành. Nền sân trước mộ có dựng bia lớn bằng đá đen, núi nhồi, thanh hóa, ghi công lao của bà. Men theo sườn đồi bên trái là 252 bậc lên, bên phải là 197 bậc xuống, xây bằng đá với cự ly vừa cho cả người già và trẻ em lên xuống một vườn cây đặc sản rộng 10 hecta mở ra trước mộ do chiến sĩ quân khu 4 cải tạo nền và trồng nên. Ngàn cốc đặc sản này quy tụ từ khắp cả tỉnh đem về đây trồng. Hai bên là rừng thông rộng 90 hecta, xanh biếc hai cánh, ôm vào giữa là nhà khách khang trang luôn luôn sẵn sàng chào đón khách thập phương tới viếng ngoạn. Từ độ cao của động thanh, tầm mắt của du khách bao quát vùng Hồng Lam nổi tiếng, thế rõ làng Đan Nhiệm quê hương cụ Phan Bội Châu, làng Thông Lạng, quê hương Lê Hồng Phong, xã Hương Nhân, quê hương Phạm Hồng Thái, làng Tùng Ảnh, quê hương Trần Phú, làng Đông Thái, quê hương Phan Đình Phùng, làng Tiên Điền, quê hương Đại Thi Khảo Nguyễn Xu và cách Lăng triệt hai cây số là làng Kẻ Giá, xã Hương Đạo, quê hương của bà Nguyễn Thị Kép, bà ngoại của bác Hồ. Toàn cảnh Kim Liên, Hoàng Trù, Nam Liên cùng núi chung hiện ra như gan tấc. Tháng 5 năm 1975, tháng 6 năm 1993